ngày 7 tháng 11, liên quan việc đổ đất đá lấn biển ảnh hưởng cảnh quan, môi trường Vịnh Hạ Long ở dự án khu đô thị tại khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh đã quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital. Theo Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital đã có những vi phạm, gồm một là không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Quảng Ninh. Mức xử phạt lỗi này 35 triệu đồng. Hai là chủ dự án đã không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Với vi phạm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital bị xử phạt 90 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Thanh tra Sở cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án có biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm. Ngày 7 tháng 11, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa các nữ sinh trong nhà vệ sinh trường học. Sự việc được xác định xảy ra tại nhà vệ sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, thừa nhận vụ việc xảy ra tại nhà vệ sinh của trường vào thời điểm đầu năm học 2023-2024. Thời điểm đó, nhà trường đã mời các bên liên quan lên làm việc, xử lý bằng việc hạ một mức đánh giá rèn luyện trong tháng 9 của các học sinh tham gia đánh bạn. Tuy nhiên, đầu tháng 11, clip các nữ sinh đánh nhau bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện nhà trường thông tin, ba nữ sinh đánh bạn đều học lớp 9, riêng nữ sinh bị bạn đánh đang học lớp 8. Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do học sinh lớp 8 có mâu thuẫn với một học sinh lớp 8 khác từ năm học trước. Dự kiến, trong tuần này, hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp một lần nữa để đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc hơn đối với vụ việc. Trưa ngày 7 tháng 11, Công an quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang điều tra vụ người phụ nữ lái xe máy tông vào xe xích lô chở sắt dẫn tới tử vong. Trước đó sáng cùng ngày, người phụ nữ, sinh năm 1963, lái xe máy đi trên đường 3 tháng 2 hướng từ quận 11 về quận 10. Khi vừa qua tới giao lộ Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10 thì va chạm với xe xích lô chở các thanh sắt dài do người đàn ông, sinh năm 1963, đẩy bộ. Vụ va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Hiện trường xe xích lô chở các thanh sắt dài nằm chắn một phần đường. Các thanh sắt trên xe nhô ra phía trước và sau khoảng 1,5 mét. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 7 tháng 11, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã bắt được đối tượng giết người ở tỉnh Thái Bình đang trên đường bỏ trốn. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 6 tháng 11, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn cá nhân, trong lúc uống rượu, Cao Bá Khoa, sinh năm 1998, trú bản Hóa Lương, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, dùng dao đâm anh Trương Đình Tê, sinh năm 1981, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn, nhận tin báo từ Công an tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng đón lõng trên các cung đường để truy tìm đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ. 3 giờ 45 phút ngày 7 tháng 11, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu bắt được Khoa khi đối tượng trốn trên một xe khách đang di chuyển từ Bắc vào Nam. Trưa ngày 7 tháng 11, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam trong trường hợp tội quả tang đối với Trương Đức Hơn để mở rộng điều tra vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với trọng lượng gần 1 kg. Trước đó, khoảng 12 giờ 35 phút ngày 6 tháng 11, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Hơn di chuyển với nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tạm giữ để kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi xách mà Hơn mang theo có chứa 17 bịch ma túy đá. Tổng trọng lượng 0,85 kg cùng một số dụng cụ để sử dụng chất ma túy. Tại cơ quan công an, Hơn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết được một đối tượng thuê vận chuyển số ma túy đá trên từ tỉnh Bình Thuận về Phú Yên để nhận tiền công. Hiện, vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên mở rộng điều tra,
làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này.